Vòng đàm phán này được lên kế hoạch diễn ra trong vòng 2 ngày, 21 và 22 tháng 8. Trước đó trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, các nhà đàm phán Israel đã có cuộc họp với đại diện Mỹ, Qatar và Ai Cập nhằm thảo luận các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, đại diện Hamas đã không có mặt trong cuộc họp này do cáo buộc phía Israel đã đưa ra các yêu cầu mới ngoài đề xuất trước đó, vốn nhận được sự ủng hộ của Mỹ và quốc tế cũng như đã được Hamas đồng ý về nguyên tắc cả ba nước trung gian hòa giải cho biết đã đưa ra đề xuất bắc cầu đối với hamas và israel phù hợp với các nguyên tắc của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức toàn diện và triệt đề ở gaza